Buôn bán châu bò ở Trung Quốc là một cuộc hành trình kỳ diệu đến với sự nhộn nhịp và sự đa dạng của nền văn hóa nông nghiệp trong nước này. Tại những chợ này, bạn không chỉ bắt gặp cảnh mua bán sôi động, mà còn được trải nghiệm sự đa dạng về loại châu bò, từ những con nhỏ nhẹ nhàng đến những con khổng lồ, với trọng lượng vượt quá 1.000 kg. Dường như từng góc phố của chợ đều phản ánh một cảnh tượng sôi động và mạnh mẽ. Tiếng kèn hò reo, tiếng trâu rền rĩ và mùi của đất sét và bãi cỏ tạo nên một không khí đặc trưng của cuộc sống nông thôn truyền thống. Các nhà buôn bán tạo ra những gian hàng màu mỡ và đầy màu sắc, trưng bày những con trâu bò khổng lồ như những tác phẩm nghệ thuật sống động. Điều thú vị nhất là sự đa dạng về kích thước và trọng lượng của gia súc trâu bò. Những con có trọng lượng vượt quá 1.000 kg thường là những chú bò lai giữa các giống, kết hợp sự mạnh mẽ và vẻ đẹp của chúng. Điều này tạo ra một bức tranh hùng vĩ. Khi những chú trâu bò to lớn, cơ bắp khỏe mạnh, điều khiển không gian với sự tư duy của chủ nhân, những người có thể nhìn nhận giá trị và khả năng của từng con vật. Người mua và người bán nơi đây tạo ra một cuộc gặp gỡ và giao dịch sôi nổi. Việc thương lượng giá cả và chất lượng trâu bò trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày tại chợ. Những cuộc thương lượng được thực hiện với sự sôi động bằng cách sử dụng cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể mạnh mẽ để diễn đạt ý kiến và mong muốn. Ngoài ra, cảnh tấp nập của chợ buôn bán trâu bò còn thu hút sự chú ý của những người yêu thích nhiếp ảnh và nghệ thuật. Các nhiếp ảnh gia có thể tận dụng cơ hội này để ghi lại những khoảnh khắc độc đáo, từ sự bày bán sôi động đến những chiếc xe chở trâu bò được trang trí một cách tinh tế. Tuy nhiên, không chỉ là cảnh mua bán sôi động, chợ buôn bán trâu bò ở Trung Quốc còn mang đến một cảm giác của truyền thống và văn hóa sâu sắc. Những lễ hội truyền thống như lễ hội mùa xuân thường diễn ra tại chợ, đưa vào không khí một sự phấn khích và vui nhộn khác. Nhìn chung, chợ buôn bán châu bò ở Trung Quốc không chỉ là nơi để giao dịch hàng hóa, mà còn là một phần của cuộc sống văn hóa, nơi tập trung sức sống và năng lượng của cộng đồng nông dân. Sự nhộn nhịp, đa dạng và sự mạnh mẽ của gia súc châu bò trên 1.000 kg là những điểm nhấn tạo nên một trải nghiệm đặc biệt và khó quên tại những chợ này. Ngoài ra, chợ cũng là nơi lưu giữ và phát triển các nghệ thuật dân dụ truyền thống. Các tiết mục âm nhạc, múa rối và các trình diễn nghệ thuật đường phố thường xuyên diễn ra tại đây, thu hút cả du khách địa phương và quốc tế. Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại tại chợ buôn bán châu bò không chỉ là sự gặp gỡ của những chú châu bò, mà còn là sự gặp gỡ của nghệ thuật và văn hóa. Cuối cùng, chợ còn là không gian của các câu chuyện và huyền thoại. Những câu chuyện về những chú châu bò hùng mạnh và những thương nhân tài năng được kể lại qua miệng người này sang người khác, tạo nên một tinh thần và lòng tự hào đặc biệt trong cộng đồng. Cảnh mua bán không chỉ là việc trao đổi hàng hóa, mà còn là việc trao đổi câu chuyện và kinh nghiệm, làm nên những ký ức không thể phai nhòa trong tâm trí mọi người. Như vậy, chợ buôn bán châu bò ở Trung Quốc không chỉ là nơi để mua bán và giao dịch, mà còn là một khu vực đầy màu sắc và sôi động, làm phong phú thêm bức tranh văn hóa và nghệ thuật của đất nước này. Sự nhộn nhịp, đa dạng và sức mạnh của gia súc châu bò với trọng lượng lớn là những điểm nhấn tạo nên một trải nghiệm độc đáo và đậm chất truyền thống. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.